xin mời đến bọn em. Cảm nhận thì đối với Hoàng Long mình cũng theo dõi rất là lâu rồi. Và hôm nay mình có cơ hội đến đây để anh em mình giao duyên. Tôi để mua một cái bộ karaoke về để gia đình sử dụng nó. Thì rất là mừng để anh em về tận nhà để nó đặt cho cái giúp cho cái không gian làm sao cho nó phù hợp với lại cái bộ làm đầu tư mua về. Thế thì anh đánh giá thế nào về cái cảm nhận thế nào về Hoàng Long chúng em? Rất ấn tượng. Chính vì ấn tượng nên mà theo dõi livestream rất lâu rồi. Đấy cũng là lý do mà bữa trước đấy không mua, chưa có ý mua, vẫn qua đây uống trà. Uống trà với anh đây. Hôm nay đây nghe thử hát thử rồi. Rất là. Thế cái bộ này thì anh có ý chưa? Bộ này hôm nay anh em cho anh này ý. Trước mắt thì đối với lại cái khả quan của anh thì trước mắt là cho là ý. Nhưng sau một thời gian nữa mà mình kiếm được tiền có thể mình sẽ bắt đầu nâng cấp lên những bộ cao cấp hơn. Cái đấy nhất trí. Bên đổi đến cái bộ cao cấp thì có thể mình không cần hát mà tự nó kêu. Tự nó kêu mà nghe nó sướng. Mà xã giáo viên thì không hát, chỉ có mình hay hát, mà hát thì chỉ khi nào đi uống rượu bạn về nó say say thì mới hát. Còn không khi hát không có động lực để hát không? Không có động lực để hát. Thế mình mở cái ảnh ra mình chụp, mình hôm trước mình chụp mặt màn hình điện thoại ấy. Mình nhìn mình bảo đúng không, trong mấy thì mình được bao nhiêu này. Chụp cái biển đấy hả? Sao ngồi nước ngang mã này, ngồi nghe nhạc rồi tôi để là tết mua. Theo dõi lâu rồi nhưng mà để tình cờ đúng không? Theo dõi năm ngoái rồi đấy. Bây giờ mới bây giờ mới có duyên gặp anh. Trưa nay tại vì trưa nay hôm nay cũng live stream quá, suốt buổi trưa mình không ngủ được. Bỏ thương phí thì ra buồn luôn. Thế anh là ở dưới này mà nào chiều thì quên. Anh ở dưới này. Anh ở đây, anh ở bên nhà, bên chỗ khu đô thị mới của Bưu. Thế thì mấy khi về mà hát hò mới cần biết. Anh vợ với con một thằng ở dưới nhà. Ở trên này có mẹ anh, mẹ là thằng cu lớn học trên này. Tuần nào được về anh game nhiều lắm đấy. Các bạn anh có combo xinh đẹp ở dưới này không? Không, tôi cũng cuối tuần rồi. Đi đâu cổ? Cuối tuần thì kéo pháo về quê. Ai? Chỉ gắm chân dài. Anh nghĩ ai như anh. Đi qua bên kho một đơn gì giờ mình có combo.